Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin Biển Đông ngày hôm nay, Mỹ cần bao nhiêu tàu sân bay để đối phó Trung Quốc ở eo biển Đài Loan? Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Biển Đông của kênh Tin Mới, cập nhật những tin tức mới nhất trong khu vực, đặc biệt liên quan đến vấn đề Đài Loan. Ngày hôm nay, Hải quân Hòn Đảo đã thông báo kế hoạch cập nhật đội tàu chiến của mình, một động thái nhằm chống lại áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Theo đó, các quan chức từ Bộ Quốc phòng Đài Loan nói với các nhà lập pháp ở Đài Bắc hôm thứ Tư cho biết, Đài Loan dự định đón một tàu khu trục chống ngầm mới và một tàu tương tự có khả năng phòng không. Các quan chức từ Bộ Quốc phòng nói với các nhà lập pháp ở Đài Bắc hôm thứ Tư cho biết, các tàu này dự kiến sẽ sẵn sàng vào năm 2025 và năm 2026. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng lên tiếng cho biết Trung Quốc đã tăng gấp đôi số lượng tàu tuần tra hàng ngày ở vùng biển gần Đài Loan lên 4 hoặc 5 kể từ tháng 8, khi quân đội giải phóng nhân dân thực hiện các cuộc tập trận nhằm đáp trả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc. Bộ Quốc phòng cho biết động thái này đã đặt thêm gánh nặng lên hạm đội tàu khu trục cũ kỹ vốn đang phải vật lộn để duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cơ quan này cũng cho biết Hải quân phải cử lực lượng tương ứng để giám sát mỗi ngày và lực lượng bổ sung để ứng phó tùy thuộc vào mức độ đe dọa. Điều này đang gây ra gánh nặng cho một số tàu cũ. Được biết, Hải quân Đài Loan chỉ có 26 tàu chiến đấu chủ lực, trong đó có 6 khinh hạm lớp Chiang đã hoạt động trong 3 thập kỷ với trang thiết bị cũ và ngày càng khó bảo trì an toàn, cơ quan này cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hải quân của Trung Quốc là lớn nhất thế giới, bao gồm 2 tàu sân bay đã được đưa vào hoạt động và một tàu thứ 3 được hạ thủy vào tháng 6 và tổng thể dự kiến sẽ tăng lên 460 tàu vào năm 2030. Các khinh hạm lớp Chiang được Mỹ chế tạo vào những năm 1970 và được Đài Loan đưa vào biên chế vào năm 1992. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đang đóng một lớp khinh hạm chống tàu ngầm và tàu khu trục phòng không mới, nhưng sớm nhất các tàu đầu tiên sẽ được vào trang bị là năm 2025. Các khinh hạm mới có trọng lượng khoảng 2.000 tấn sẽ tương tự như các đối thủ Trung Quốc về kích thước và thích nghi hơn để phản ứng với sự hiện diện thường xuyên của các tàu Trung Quốc gần Đài Loan, bao gồm tàu hộ tống Thai 056 và khinh hạm Thai 053H3 của Trung Quốc. Kế hoạch tăng thêm tàu hải quân nhấn mạnh nỗ lực của Đài Loan trong việc tăng cường khả năng phòng thủ để đề phòng bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn đang chờ thống nhất với đại lục bằng vũ lực nếu cần thiết. Đài Loan nói rằng họ sẽ bảo vệ các quyền tự do và dân chủ của mình. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ Hai rằng đề phòng bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc đồng nghĩa với việc tăng cường sản xuất và mua sắm khí tài, chẳng hạn như tên lửa chính xác và tàu hải quân hiệu suất cao. Hải quân của hòn đảo tự trị hiện có 26 tàu chiến lớn. Mặc dù nhiều tàu trong số đó đã cũ, Đài Loan đã báo hiệu rằng họ đang coi trọng mối đe dọa chiến tranh từ Bắc Kinh hơn, kể từ khi chuyến thăm của Pelosi thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự chưa từng có của Trung Quốc, bao gồm bắn tên lửa của hòn đảo. Kể từ đó, Bắc Kinh đã triển khai máy bay chiến đấu và tàu quân sự gần Đài Loan. Tuần trước, Đài Loan cam kết coi bất kỳ cuộc xâm nhập nào của PLA vào không phận của mình là cuộc tấn công đầu tiên và cho biết họ sẽ đưa ra thông báo về việc gia hạn yêu cầu nhập ngũ 4 tháng vào cuối năm nay. Đài Loan dự kiến sẽ là một vấn đề quan trọng tại đại hội kéo dài 2 thập kỷ của Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc, bắt đầu vào Chủ nhật, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình được ấn định sẽ đảm bảo nhiệm kỳ thứ 3. Ông Tập trước đó đã cam kết sử dụng mọi biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, đối mặt với tuyên bố trên của ông Tập, người đứng đầu Nhà Trắng là Tổng thống Joe Biden cũng đã đưa ra lời cam kết sẽ bảo vệ Đài Loan bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, bảo vệ bằng những cách cụ thể nào thì ông lại không đề cập đến. Nhìn theo hình thức hiện tại, khi Đài Loan được bao bọc bởi biển và không tiếp giáp với đất liền, có thể suy ra được nếu tiến đánh hòn đảo, Trung Quốc có thể sẽ dùng đến các loại phương tiện và khí tài như tàu sân bay, UAV hay tên lửa tấn công. Và với sức mạnh quân sự của Bắc Kinh, việc sử dụng kết hợp các loại phương tiện hay khí tài trên có thể nhanh chóng hạ gục được Đài Loan. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu có sự can dự của Mỹ vào cuộc chiến thì cục diện chiến sự sẽ tiến triển như thế nào và Washington sẽ làm gì để áp đảo được Trung Quốc?
chúng ta có thể lấy cái nhất của Mỹ ra để phân tích, đó chính là tàu sân bay. Theo một nhà quan sát quân sự có kinh nghiệm, ông đã nhấn mạnh rằng không có quốc gia nào trên thế giới sở hữu hạm đội tàu sân bay mạnh mẽ như của Hải quân Mỹ. Chúng mang đến cho Washington lựa chọn phát động một cuộc chiến quy mô lớn chỉ với một nhóm tác chiến tàu sân bay, đặt kẻ thù vào tình thế nguy hiểm. Ở một chiều hướng khác, nhóm tàu sân bay không ít lần giúp nước Mỹ răn đe, ép các quốc gia không thân thiện với Washington phải thỏa hiệp. Vậy liệu rằng, từ nhận định này, Mỹ có thể áp đảo được Bắc Kinh bằng tàu sân bay hay không? Và nếu quân đội Mỹ có sử dụng loại phương tiện này thì số lượng bao nhiêu là cho đủ? Để đối phó với một quốc gia cũng có tiềm lực quân sự ngang hàng với Mỹ là Trung Quốc, nhận định về kế hoạch điều hướng hoạt động hải quân năm 2022 của Lầu Năm Góc, cây bút Chris O'Bone của National Interest cho biết, trong nhiều năm qua, hải quân Mỹ luôn đi tìm câu trả lời cho bài toán cần bao nhiêu tàu sân bay để duy trì vị thế siêu cường trên biển đối phó với Trung Quốc, cũng như đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và ứng phó với các mối đe dọa toàn cầu ngày càng nguy hiểm và thay đổi nhanh chóng. Trong nhiều thập kỷ, các lãnh đạo của Hải quân Mỹ lẫn Lầu Năm Góc không ít lần yêu cầu Quốc hội Mỹ mở rộng quy mô các nhóm tác chiến tàu sân bay từ 10 lên 11, thậm chí là 12. Mục tiêu này được thể hiện rõ qua kế hoạch điều hướng hoạt động của Hải quân 2022 giúp tăng cường sức mạnh của Hải quân Mỹ trong tương lai gần. Có nhiều lý do khiến Hải quân Mỹ xem việc mở rộng hạm đội tàu sân bay lên 12 chiếc là tối ưu. Đầu tiên, có thể kể đến yêu cầu về chỉ huy tác chiến đối với các hạm đội ở nhiều vùng biển khác nhau trong cùng một thời điểm, từ Địa Trung Hải, Thái Bình Dương, Vịnh Ba Tư cho đến biển Baltic. Nhu cầu hiện diện quân sự của Mỹ ở các điểm nóng này là rõ ràng, nhằm ngăn chặn những kẻ thù tiềm tàng lẫn bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược. Chắc chắn, khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới cùng lúc sẽ đòi hỏi các tàu sân bay Mỹ phải có mặt kịp thời cũng như duy trì lực lượng dự bị cần thiết. Tuy nhiên, yếu tố lớn nhất khiến Hải quân Mỹ muốn mở rộng hạm đội tàu sân bay lại liên quan đến Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc hiện chỉ vận hành 2 tàu sân bay, nhưng tốc độ bổ sung các tàu sân bay mới và tham vọng tiếp tục mở rộng hải quân của họ đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hải quân Mỹ. Hải quân Trung Quốc ngày nay mong muốn mở rộng vai trò của mình từ vùng biển ven bờ ra các đại dương xa hơn và đây là điều kiện quan trọng để Trung Quốc trở thành siêu cường toàn cầu. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc giờ đây đã có quy mô lớn hơn Hải quân Mỹ nếu dựa trên số lượng tàu chiến mặt nước trên 4.000 tấn, tàu ngầm tấn công và tàu đổ bộ được đóng mới mỗi năm. Cuối cùng, có một lý do khác khiến Hải quân Mỹ cần thêm tàu sân bay, chính là ở chiến lược nhóm tàu sân bay kép mà họ đang thực hiện ở Thái Bình Dương. Sự phát triển của các nền tảng số giúp việc phối hợp tác chiến giữa nhóm tàu sân bay trở nên dễ dàng, kể cả khi chúng không hoạt động trong cùng một khu vực. Khả năng kiểm soát một vùng biển rộng có thể là yếu tố quan trọng giúp Hải quân Mỹ có được lợi thế trước bất cứ cuộc đối đầu nào trên biển với Trung Quốc. Ngoài ra, họ cũng có thể phát động các cuộc tấn công trên diện rộng và các mục tiêu quan trọng của đối phương, nằm dọc ven biển hoặc nằm sâu trong đất liền với ít rủi ro hơn. Được biết, hiện tại Hải quân Mỹ đang vận hành một hạm đội gồm 11 tàu sân bay, trong đó có 10 tàu sân bay lớp Nimitz và một tàu sân bay lớp Ford. Tất cả đều chạy bằng năng lượng hạt nhân và thường có hàng chục máy bay trên tàu, chẳng hạn như tiêm kích FA-18EF Super Hornet, tiêm kích đa nhiễm F-35C và trực thăng Seahawk. 10 chiếc được phân bổ tại các vùng biển khác nhau trên khắp nước Mỹ, duy chỉ có tàu sân bay USS Ronald Reagan được đặt tại căn cứ ở Yokosuka, Nhật Bản. Mỹ luôn có ít nhất 3 tàu sân bay hoạt động trên biển toàn thời gian và việc triển khai này diễn ra luân phiên. Khi không được triển khai, các tàu sân bay sẽ trải qua quá trình đại tu và hiện đại hóa kéo dài. Không chỉ riêng Mỹ muốn xây dựng một hạm đội tàu sân bay hùng hậu, nhiều quốc gia khác cũng đang thực hiện kế hoạch này. Anh đã đưa vào vận hành 2 tàu sân bay mới là Queen Elizabeth vào năm 2017 và Prince of Wales vào năm 2019. Brazil đang thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái trên tàu sân bay Atlantico của nước này. Trong khi Pháp, Hàn Quốc và Nga cũng đã công bố kế hoạch đóng tàu sân bay trong thời gian tới. Dù có rất nhiều mối đe dọa mới, nhưng Hải quân Mỹ vẫn đặt niềm tin vào các tàu sân bay. Lực lượng này đang có kế hoạch đóng thêm 3 tàu sân bay mới thuộc lớp Ford USS John Kennedy, USS Enterprise và USS Dorrit Miller sau khi đóng thành công.
tàu sân bay USS Reagan Ford dự kiến triển khai vào cuối năm nay. Lớp tàu sân bay này sẽ thay thế cho các tàu sân bay lớp Nimitz đang hoạt động hiện nay và quá trình thay thế kéo dài đến năm 2050 hoặc lâu hơn. Các tàu sân bay lớp Ford được trang bị những công nghệ cho phép chúng có thể song hành với thời gian, chẳng hạn như có máy phóng điện từ giúp phóng những máy bay không người lái nhỏ nhẹ. Bên cạnh đó, con tàu còn có khả năng tạo ra năng lượng để cung cấp cho những loại khí tài cần sử dụng nhiều năng lượng. Không thể phủ nhận rằng Mỹ đã đầu tư vào tàu sân bay nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nhưng theo các chuyên gia quân sự, nước này cần phải nhìn nhận một cách thực tế về việc khai thác những lợi ích mà nó mang lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.